Xin lỗi bà, hôm nay chúng tôi hết phòng rồi ạ. 9 giờ sáng tại khách sạn tình yêu có tên là TNA Lian ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, nhiều cặp đôi đang chọn một trong số 27 loại phòng mà khách sạn cung cấp. Chúng tôi đã chán những khách sạn thông thường nên muốn thử một điều gì đó mới mẻ. Chúng tôi dự định sẽ nghỉ lại 2 đêm, mỗi đêm sẽ thử một loại phòng. Cách trang trí chính là thứ giúp phân biệt các loại phòng ở đây. Có rất nhiều kiểu trang trí khác nhau, nhưng nhìn chung đều mang chủ đề tình yêu lãng mạn. Các vật dụng cơ bản luôn là một chiếc giường hình tròn đặt ngay bên cạnh bồn tắm jacuzzi. Một số phòng có thêm nhiều vật dụng và đồ chơi tình dục khác. Cơn sốt khách sạn tình yêu bắt nguồn từ đất nước Nhật Bản nhiều thập kỷ trước. Hiện nó đang phát triển mạnh mẽ ở Trung Quốc với hơn 500 khách sạn trên khắp cả nước. Tập đoàn khách sạn này mong muốn sẽ mở 100 địa chỉ trong 5 năm tới. Chúng tôi không sợ bị cạnh tranh từ các đối thủ khác. Trung Quốc có tới 1,4 tỷ dân, nhu cầu sẽ cao hơn người ta tưởng. Theo các nhà tâm lý học, khi cuộc sống đạt đến một mức độ nhất định nào đó, con người có xu hướng tìm kiếm những thú vui và nhu cầu giải trí ngày càng cao. Với sự phát triển của nền kinh tế như hiện nay, tất nhiên nhu cầu liên quan đến tình dục sẽ rất lớn. Xã hội Trung Quốc ngày càng cởi mở, vì thế quan niệm về tình dục cũng đang dần thay đổi. Ngày nay, người Trung Quốc kết hôn muộn hơn, nhưng lại quan hệ tình dục sớm hơn và ngoại tình nhiều hơn. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực khách sạn tình yêu rất lạc quan về tương lai của họ.